chào cả nhà. Hôm nay là ngày 25 tháng chạp, đã gần Tết rồi. Bây giờ mình tiếp tục với cái hành trình để đi quay cho các bạn xem thành phố Vĩnh Long những ngày cận Tết như thế nào nha các bạn. Mà rực rỡ luôn ha. Các bạn ơi, hôm nay mình dự định đi mua dưa hấu nha các bạn, và các bạn đang hướng dẫn cái hàng dưa hấu của Vĩnh Long như thế nào nha. Cái đẹp quá hả? À đẹp quá. À, các bạn thấy này, đây là 25 ngàn và đây là 22 ngàn. Thì 25 ngàn là lớn thì mình muốn mua
mình mua cái này là 22.000 đó các bạn ơi. Vậy đó hả, bỏ xuống đây mình lựa được ha. Dạ, đúng rồi để xuống đó như vậy thôi đó. Này em lựa cho em giấy này hay đấy. Dạ hả? Dạ, chị mới đi công này. Giờ đang lựa cho nó. Trời ơi, sao chị đó, chị nói xuống nó lựa. Đây đây, lựa mới đây này. Em đang lựa cái này cho em. À, cũng cỡ bằng hai cái đó kìa. Ở đây nè, đây nè, chị để xuống là tôi là vừa ý cái cặp nào vừa bụng mày chị lấy. Vừa em làm cho. Thì chị lựa dụng đấy thì chị bỏ trong đó cũng được nữa. Mà cái tròn thì cái nó cái trái này không có tròn nè. Đó, như hai cái này đẹp nè. Hai đứa là đẹp đó. Ờ, hai đứa đẹp đó, nó căng xứng rồi. Nè. Vô nè. Nó hơi chênh một chút. Cái trái này lớn hơn cái trái kia nó chênh một chút. Nè. Mình mua mình lo mình mới đi lo người ta. Đây nè, đây nè. Bên 9 bên 10. Bên này 10 đẹp thì đẹp rồi đó, đẹp thì đẹp rồi. Lùn chứ không phải là nó nhỏ, này nó sổm cao hơn chứ lùn à. Nó cỡ hai bằng hai trái em này nè, nó đẹp nè chứ đừng có lớn lắm, lớn lắm làm chi. Nè ba trái nè chưa chưa không có đẹp bằng có đẹp. Thôi để chú lựa dùm với nó rồi là chú lựa rồi đi đây. Ổn bọc đó rồi. Ừ, cái đó đẹp đó. Đẹp. Không, anh lấy cặp đó đi. Còn em nó chỉ cho cô. Để thanh vòng cho cô coi vừa bận cô. Giá nó không đẹp rồi, nó xẻ, nó méo rồi. Rồi, nè mấy cái đó của em đó nè. Trời đúng rồi. Hả? Cái da lá à, cái da nó láng nè, có thấy cái chùi đường như ngàn lát đang bóng rất đẹp. Rồi. Em nhào ra em anh nó cũng đang lao cho cô. Rồi được dán lên. Rồi. Là
sợ luôn. Hành Vĩnh Châu 25 ngàn đồng. Dạ à, có dạ. Lên đường. Một hàng cái hấu luôn. Các bạn xem này, cái hấu nữa nè. Mình mới đi một chút xíu thôi, chút xíu mình quay nữa cho các bạn xem. Trời ơi. Vậy đó các bạn à, hôm nay là bỏ ra bán rồi đó. Đó. Rồi tiếp tục với dưa hấu nha các bạn. Đó. Đường đầu kia là con đường đi bộ đó, rồi đi bộ của Vĩnh Long.
cây bắp mà. Bắp. Cái gì? Cây bắp. Cây bắp hả? Có bắp bắp nữa hả? À, qua Hướng Dương. Chúc các bạn một ngày đẹp nha, nhiều niềm vui.